Em Mai xin kính chào tất cả mọi người. Hôm nay em sẽ chia sẻ 2 phút cận cảnh quá trình đóng hàng của nhà em. Thì đầu tiên là sẽ dùng băng dính để quấn chặt bầu lại. Sau đó tất cả những cái bầu đã quấn chặt thì cho vào thùng cắt tông như thế này, xếp gọn gàng ngay ngắn để cho cây nó không bị chồng chéo lên nhau. Sau đó thì sẽ dùng cái bìa cắt tông cứng quấn quanh thân cây để giữ cho cái thân cây nó không bị dập lát. Sau khi mà đóng qua bằng một cái lớp bìa cắt tông thì em sẽ tiếp tục đi chẻ tre. Em bó thêm bằng một cái lớp tre như này để giữ cho cái bìa nó ngay ngắn và bìa cắt tông nó không bị méo. Em sẽ lẹp tre vào 4 góc như thế này thì đảm bảo là... Giờ thì em sẽ đóng gói cẩn thận để cho trong cái quá trình vận chuyển cây không bị dập lát. Đấy, em sẽ lẹp tre đóng bằng bìa cắt tông. Như này thì cây đi đường xa thoải mái, không bị gãy, không vỡ bầu. Sau đó thì sẽ bọc cho các bác một cái lớp bao bóng, bao dứa như này. Cảm ơn các bác đã theo dõi hết video. Các bác hãy đăng ký kênh để nhận được những video sớm nhất từ em Mai nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.